Các em thân mến, có lẽ cô và các em ai cũng mong được quay trở lại trường. Đi học tuy vất vả một chút, nhưng mà vui. Cuộc sống là những vòng quay bất tận, nối tiếp nhau, liên kết với nhau. Và những bài học cũng vậy. Hôm nay, chúng ta đến với một vòng quay mới. Đó chính là chủ đề phương trình đường tròn. Trước khi vào bài mới, cô nhắc lại một số kiến thức có liên quan. Hãy nhắc lại công thức tính khoảng cách giữa hai điểm AB khi biết tọa độ của nó. Để tính khoảng cách giữa hai điểm AB, các em lấy hành độ trừ hành độ XB trừ XA tất cả bình phương cộng cho tung độ trừ tung độ tất cả bình phương. Sau đó chúng ta lấy căn bậc 2. Cô ví dụ cụ thể với A 1 2 và B 4 6 thì khi đó độ dài đoạn thẳng AB chính là, các em lấy hành trừ hành là 4 trừ 1 tất cả bình cộng 6 trừ 2 tất cả bình, và các em có được độ dài đoạn thẳng AB bằng 5. Vậy bây giờ cô cho điểm Y có tọa độ là AB và điểm M có tọa độ là XY. Khi đó độ dài đoạn thẳng IM được tính bởi công thức nào? Em lấy điểm M trừ điểm Y đó là X trừ A tất cả bình cộng Y trừ B tất cả bình. Các em lưu ý công thức này. Chúng ta đi vào bài mới. Như các em thấy, một đường tròn được xác định khi ta biết tâm và độ dài bán kính của nó. Trong mặt phẳng tọa độ OXY, bây giờ cô cho một đường tròn có tâm Y là AB, bán kính là R. Một điểm M nằm trên đường tròn có tọa độ là XY. Các em hãy so sánh độ dài của đoạn thẳng IM với bán kính R. Ta dễ dàng thấy được rằng đoạn thẳng IM luôn luôn bằng R. Từ đó ta xây dựng được phương trình như sau. Độ dài đoạn thẳng IM như cô giới thiệu khi nãy chính là bằng căn bậc 2 của X trừ A tất cả bình cộng Y trừ B tất cả bình bằng R, và các em bình phương hai vế của phương trình lên, các em sẽ được phương trình 1. Phương trình 1 chính là phương trình đường tròn tâm Y có tọa độ là A, B và bán kính là R. Các em lưu ý tâm Y A, B và bán kính R được đặt ở vị trí như thế này. Ta đi vào bài học chính thức. Ta đi đến bài học chính thức, chủ đề phương trình đường tròn. Các em lưu ý, phần ở phía bên phải này
chính là phần ghi bản. Các em có thể dừng video lại và ghi bài. Các em lưu ý tam y AB, ta thay vào đây, và độ dài bán kính R ta thay vào đây. Để hiểu rõ hơn, ta đi đến ví dụ áp dụng. Cho phương trình đường tròn. Nhìn vào phương trình đường tròn, các em hãy xác định tọa độ của tâm y và bán kính R. Thì so sánh với phương trình 1, thì các em dễ dàng suy ra được rằng A bằng 3 và B sẽ bằng trừ 2. Hay nói cách khác, dễ nhớ hơn, muốn tìm tọa độ tâm y, các em lấy hai số đối ở trong mặt, trừ 3 các em lấy thành 3, cộng 2 các em lấy trừ 2, nên ra tọa độ tâm y. R bình bằng 5, nên các em dễ dàng suy ra được R bằng căn 5. Các em xem tiếp ví dụ B. Bây giờ người ta cho tâm vào bán kính, ta thiết lập phương trình, thì các em sẽ thay được A bằng 2 và B bằng 3 vào đây. R các em thay bằng 4, thì các em sẽ có phương trình như sau. A các em thay bằng 2, B bằng 3, R bằng 4, 4 bình phương là 16. Các em có được phương trình. Ta đi đến ví dụ 2, phức tạp hơn một chút. Bây giờ người ta cho đường tròn nhưng chưa cho tâm và bán kính để mình biết. Người ta chỉ cho đường kính. Vậy mối quan hệ giữa đường kính và bán kính là gì? Đường kính là gấp đôi bán kính. Vậy các em tính độ dài đoạn hãng AB. Khoảng cách AB thì cô đã nhắc lại ở công thức ban đầu. Sau đó các em chia 2, các em sẽ ra được bán kính này ra. Còn tâm y, tâm y chính là trung điểm của đoạn hãng AB. Và cách tính tọa độ trung điểm là các em lấy hai đầu cộng lại chia 2, tức là XA cộng XB chia 2 và IA cộng IB chia 2, các em sẽ ra được tọa độ tâm y. Sau khi xác định được tọa độ tâm y và bán kính R, thì các em thành lập phương trình theo dạng 1. Các em có thể ngừng và có thể làm bài tập này ở trong vở, sau đó các em xem tiếp để coi cái đáp án của nó.
đi đến một cái phần lý thuyết quan trọng, nhưng hơi khó hiểu một chút. Đối với một số em mà mình cảm thấy là mình hiểu được, thì các em cố gắng nghe để hiểu bản chất của bài học và sẽ nhớ được kiến thức sâu sắc hơn, lâu hơn. Nhưng một số em nếu cảm thấy phức tạp quá, các em có thể tua nhanh và đi đến phần ví dụ áp dụng để làm bài tập. Nó có kiến thức ghi nhớ sẵn ở bên cạnh và các em vẫn có thể làm được ví dụ. Ta hãy thử khai triển của phương trình đường tròn. Bằng cách sử dụng hàng đẳng thức, ta có được phương trình sau. Sau đó, ta đặt C bằng A bình cộng B bình trừ R bình. Ta được một phương trình mới là phương trình 2. Vậy từ đó ta có thể suy ra rằng phương trình đường tròn x trừ A bình cộng y trừ B bình bằng R bình có thể được viết dưới dạng 2. Trong đó C bằng A bình cộng B bình trừ R bình. Ta đi đến với phần nhận xét. Phương trình đường tròn dạng 1 có thể viết được dưới dạng 2. Trong đó C bằng A bình cộng B bình trừ R bình. Vấn đề đặt ra là có phải bất kỳ phương trình dạng 2 nào thì cũng là phương trình đường tròn hay không? Ta đi đến ví dụ sau. Một phương trình rất giống phương trình của dạng 2, các em xem nó có phải là phương trình đường tròn hay không? Thì ta biến đổi, thêm bớt để được hàng đẳng thức, các em đưa được về x trừ 1 tất cả bình cộng y trừ 3 tất cả bình bằng trừ 10. Nếu ta so sánh với phương trình đường tròn dạng thứ nhất, thì ở đây thấy tâm y là 1, 3, nhưng r bình phương bằng trừ 10 thì không đúng rồi. Vậy có phải mọi phương trình dạng 2 đều là phương trình đường tròn? Khi nào nó mới là phương trình đường tròn? Ta đi đến bản chất hơn. Từ phương trình dạng 2, cô cũng thêm và bớt cho được hàng đẳng thức giống như ví dụ trên. Các em được dạng này. Vậy phương trình này là phương trình đường tròn khi và chỉ khi nào? Vì R bình phương bằng A bình cộng B bình trừ C, mà R bình là số dương, cho nên A bình cộng B bình trừ C phải là số dương. Các em lưu ý nó không thể bằng 0, bởi vì khi đó R bằng 0 thì đường tròn mà có bán kính bằng 0 nó chỉ là một điểm, không phải là đường tròn nữa. Vậy các em đi đến với nhận xét tiếp theo, đó là phương trình 2 là phương trình đường tròn khi và chỉ khi A bình cộng B bình trừ C lớn hơn 0. Đó chính là điều kiện để phương trình 2 là phương trình đường tròn. Và khi các em gặp phương trình đường tròn dạng 2 thì các em sẽ tìm được tâm y chính là AB và R chính là căn bậc 2 của A bình cộng B bình trừ C. Để hiểu rõ hơn, ta đi đến ví dụ áp dụng. Các
các em xem xét thử phương trình A có phải là phương trình đường tròn hay không. Các em nghiên cứu phương trình 2 và phương trình A. Thì ta muốn tìm ABC. Thì ở đây các em sẽ có trừ 2A bằng trừ 8. Vậy các em sẽ ra được A bằng 4. Trừ 2B bằng trừ 2. Các em được B bằng trừ 1. Và C ở đây chiếu qua được C bằng trừ 1. Hay cô nói đơn giản hơn, các em lấy hệ số nhân với x chia trừ 2, hệ số nhân với y chia trừ 2, các em sẽ ra được A và B. Sau đó ta ráp vào đây, ta tính A bình cộng B bình trừ C. Nhưng đối với phương trình này, khi các em mới nhìn và quan sát, mình cứ mãi mê xem A, B, C mà quay mắt là so sánh hệ số của x bình phương và y bình phương. Các em nhìn phương trình dạng 2, hệ số của x bình phương là 1 và hệ số của y bình phương là 1. Còn ở đây hệ số của x bình phương là 2. Không hề giống với phương trình dạng 2 nên đây không phải là phương trình đường tròn. Cô lưu ý để các em khỏi bị đánh lừa. Khi mình mới nhìn vào, mình phải nhìn hệ số của x bình và y bình trước khi tính ABC. Phương trình dạng B, hệ số của x bình và y bình bằng nhau, cùng bằng 1, giống với phương trình 2. Thì bằng cách chia hệ số của x cho trừ 2, ta được A. Chia hệ số của y cho trừ 2, ta được B. Còn C bằng trừ 4, các em ráp vào và tính A bình cộng B bình trừ C. Các em tính thử, mình sẽ thấy nó dương. Cô thì cô không tính. Lý do là A bình cộng B bình không âm. Bây giờ thêm trừ C, mà C là số âm thì trừ C là số dương. Trừ với trừ 4 là cộng 4 nữa. A bình cộng B bình cộng thêm 4 chắc chắn sẽ là số dương. Nên đây đúng là phương trình đường tròn. Vậy ở đây có một mẹo nữa, đó là nếu các em thấy C nhỏ hơn 0 thì các em có thể khẳng định ngay đây chính là phương trình đường tròn. Ta đi đến ví dụ C. Thì các em tính ABC, ở đây C dương thì ta phải tính thử cái giá trị này nó âm hay nó dương. Nếu nó dương mới là phương trình đường tròn. Nhưng khi các em tính thử hình như là nó âm đó, nên đây không phải phương trình đường tròn. Ta đi đến một mục tiếp theo. Và mục tiếp theo này cũng liên quan đến một số kiến thức cũ nên cô phải nhắc lại. Ở bài trước các em đã học bài phương trình đường thẳng. Bây giờ vấn đề đặt ra là cô cho điểm Y 1, 2 và điểm M 3, 4. Các em hãy lập phương trình đường thẳng D đi qua M và nhận vectơ IM làm vectơ pháp tuyến. Thì các em tính vectơ IM. Các em tính vectơ IM bằng 22. Thì phương trình tổng quát nó có dạng A nhân x trừ y 0 cộng B nhân y trừ y 0 bằng 0. Ở đây AB là tọa độ của vectơ pháp tuyến. Nó là 22, các em thế vào là 22. Điểm đi qua là M, cho nên xM các em thế bằng 3, YM các em thế bằng 4. Cộng trừ nhân chia và các em rút gọn. Các em sẽ được phương trình đường thẳng. Và cách viết một phương trình đường thẳng là như vậy.
Đến đây thì cô biết là các em hơi mệt quá rồi, nhưng mà cố gắng lên, chỉ còn một ngày thôi nữa là ta xong bài. Toán hình thì hơi khó, cho nên mình cố gắng tí. Thế nào là tiếp tuyến của đường tròn? Cho một đường tròn, vậy một đường thẳng là tiếp tuyến của nó khi nào các em? Tức là khi nó có một điểm chung với đường tròn thì đường thẳng được gọi là tiếp tuyến, và cái điểm chung giữa đường thẳng với đường tròn người ta gọi là tiếp điểm. Bây giờ ta đi đến cái hình vẽ để các em hiểu rõ hơn và nhớ lại tiếp tuyến là gì. Là đường tròn tâm y. Đường thẳng delta nó tiếp xúc với đường tròn tâm y tại điểm M0. Đây, giữa đường thẳng và đường tròn chỉ có một điểm chung là điểm M0. Thì đường thẳng delta này người ta gọi là tiếp tuyến của đường tròn, và điểm M0 người ta gọi là tiếp điểm. Giả sử tâm y có tọa độ là AB, tiếp điểm M0 có tọa độ là x0, y0. Bây giờ các em hãy viết phương trình delta. Thì phương trình delta, muốn viết phương trình, cô nhắc lại khi nãy, ta cần một điểm đi qua và một vectơ pháp tuyến. Vectơ pháp tuyến là vectơ có giá vuông góc với đường thẳng. Ở đây ta thấy rằng vectơ IM0 chính là vectơ pháp tuyến của đường thẳng delta vì nó vuông góc nè em. Các em tính tọa độ của vectơ IM0, lấy điểm M0 trừ tọa độ điểm Y, các em được tọa độ này là vectơ pháp tuyến. Từ đó ta có thể viết phương trình. Tọa độ vectơ pháp tuyến các em để ngoài đây. X0 trừ A và Y0 trừ B là tọa độ của vectơ pháp tuyến. Còn điểm đi qua là điểm M0 là các em thay vào đây và thay vào đây. Và phương trình 3 này chính là phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Với AB trong phương trình chính là tọa độ của tâm y. X0 và Y0 chính là tọa độ của tiếp điểm M. Vậy để viết phương trình tiếp tuyến thì ta phải biết các yếu tố nào. Các em suy nghĩ thử. Đầu tiên ta phải xác định AB là tọa độ của tâm y để viết phương trình. Sau đó các em phải xác định tọa độ tiếp điểm X0, Y0 là gì. Sau đó ta thay AB X0, Y0 phương trình này, các em sẽ được phương trình tiếp tuyến. Để dễ hiểu hơn, ta đi đến ví dụ cụ thể. Ở đây ta thấy rằng A, B tọa độ tâm y chính là 2, 3. X0 bằng 1, Y0 bằng 1. Phải thay vào phương trình tiếp tuyến. Các em thay nè. X0 trừ A, Y0 trừ B, X trừ X0, Y trừ Y0. Các em
cộng trừ nhân chia, các em sẽ ra được phương trình lý thuyết. Vậy để cho dễ nhớ, các em cứ nhớ rằng điểm đi qua là M, vector pháp tuyến là vector IM, là các em viết được phương trình. Vậy vừa rồi cô đã trình bày với các em 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, phương trình đường tròn có hai dạng. Dạng 1 là x-a tất cả bình, y-v tất cả bình bằng r bình phương. Trong đó AB là tọa độ tâm, R là bán kính. Và phương trình đường tròn có dạng 2 là phương trình này. Với điều kiện A bình cộng B bình trừ C phải lớn hơn 0. Đối với phương trình dạng 2, các em tìm tâm chính là AB. Cô nhắc lại các em lấy hệ số của x chia trừ 2 và hệ số của y chia trừ 2. Các em sẽ được tọa độ tâm. Bán kính, các em lấy tâm A bình cộng B bình trừ cho hệ số C cuối cùng, các em lấy căn bậc 2 sẽ được R. Vấn đề thứ 3 chính là phương trình tiếp tuyến tại một điểm. Thì các em cần xác định tọa độ tâm y AB tiếp điểm x0, y0 để thay vào phương trình này để viết được phương trình tiếp tuyến. Và các em nhớ đó là cái này chính là tọa độ của vector IM0, chính là vector pháp tuyến. Còn x0, y0 là tọa độ của điểm đi qua M0. Trong sách giáo khoa có các bài tập ở trang 83 và trang 84. Các em về nhà vận dụng những cái bài đã học mà cô đã dạy, các em làm thử. Chúc các em học tập tốt. Cô gửi tặng các em cái bức tranh này để động viên tinh thần học tập của các em. Mong các em cố gắng và mong chúng ta sớm gặp lại nhau trên trường để những bài giảng, những kiến thức có thể đến với các em dễ dàng hơn. Cô Văn chào các em.